Thưa quý vị và các bạn, với những xã vùng sâu, vùng xa của đồng bào dân tộc tỉnh Hòa Bình, ngày lễ độc lập mùng 2 tháng 9 những năm gần đây thật nhiều niềm vui. Có lẽ, niềm vui đặc biệt nhất của người dân nơi đây là sự bứt phá và kết nối các vùng quê. Khi đến nay, 96% bà con dân tộc đón ngày Tết độc lập trong ánh sáng của điện lưới quốc gia. bà con trong xóm ải xã phong phú huyện tân lạc hòa bình tạm gác công việc làm mùa dành thời gian nghỉ ngơi để mừng ngày tết độc lập các mế thanh niên nam nữ và trẻ em mặc những bộ quần áo mới nhất ra đường đến nhà nhau thăm hỏi và ăn tết đàn ông làm thịt lợn thịt gà phụ nữ gói bánh đồ sôi nhà nhà sắp mâm cơm cùng bánh trái hoa quả bày lên bàn thờ tổ tiên trong ánh sáng điện lưới quốc gia cầu xin phù hộ cho con cháu có sức khỏe gia đình được hạnh phúc làng xã được ấm no quê hương đất nước luôn được yên bình và giàu mạnh. Người dân địa phương nô nức chuẩn bị đón Tết độc lập mùng 2 tháng 9, cái Tết lớn thứ hai trong năm chỉ sau Tết Nguyên đán. Ngày Tết rồi các cháu thiếu nhi mặc quần áo mới đi chơi, còn các người già như chúng tôi thì đi chơi nhà anh em có mong cố để cúng ông bà ngày trước. Ngày trước rồi không có điện, không có máy bơm nước không có nồi nồi nấu cơm phải nấu bằng cái cái củi nấu nước cũng thế nấu cơm cũng thế hôm nay cũng nhà nước cũng đầu tư có điện chúng tôi cũng rất là sung à, sướng lúc chưa có điện là vườn tược nó khô khô khan mà năng suất kinh tế là nó kém thế từ ngày có điện lưới về nay thì nói chung là điều kiện tưới tắm là thuận lợi hơn và năng suất nó có tăng lên một hecta ngày xưa này chỉ được 20 tấn trên hecta từ ngày có điện đến giờ thì nó lên đến năng suất lên đến 50 tấn trên một hecta bữa cơm lễ mừng ngày độc lập của người dân nơi đây có sự xung vầy của anh em con cháu trong gia đình và hàng xóm trong bàn mọi người cùng nhau chuyện trò nhấm nháp hương vị của rượu cần và những món ăn đã có mặt trong đời sống ẩm thực của cư dân từ bao đời truyền lại người dân nơi đây tâm sự họ đã đón rất nhiều cái tết độc lập nhưng đây là một trong những cái tết đặc biệt và vui sướng nhất từ trước đến nay vì giờ đây bản làng đã có điện thắp sáng. Để có được niềm vui hạnh phúc này là những nỗ lực, cố gắng của mỗi cán bộ công nhân ngành điện đang ngày đêm đưa điện về với bà con. Từ chỗ chỉ có 3 trạm 110 kV, đến năm 2015, Điện lực Hòa Bình đã nâng lên 6 trạm 110 kV với tổng công suất là 235 MW. Cũng từ năm 2010 đến nay, Hòa Bình đã tiếp nhận lưới điện nông thôn cho 171 xã, với 1.658 đường dây hạ thế và hơn 132.000 công tơ các loại. Thời gian qua, Công ty Điện lực Hòa Bình đã đầu tư xây dựng các trạm biến áp đảm bảo cung cấp điện kịp thời cho bà con vùng sâu vùng xa tại các huyện Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc, vân vân. Hệ thống điện lưới đã về toàn bộ trên 19 xóm của xã Phú Cường chúng tôi và đến các cái gia hội gia đình và khi đó đến hội gia đình có điện thì là các cháu là thứ nhất là được nghe đài, được xem tivi và được rất nhiều những cái công kênh thông tin của đài truyền hình Việt Nam và các cái đài địa phương à, từ đó về các cái chương trình nhà hỏi rất là nhiều hai nữa là hiện nay bây giờ cái chương trình là internet cũng đã về đến, đến đến tận xã tận xóm thế là cũng cập nhật được một số thông tin cho nên là về cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cái đời sống của nhân dân chúng tôi là cũng tăng đến rất nhiều và cái tỷ lệ hộ nghèo càng ngày càng được giảm đi chúng tôi đang đã phủ điện đến 99,96 phần trăm số hộ có điện trên địa bàn tỉnh hòa bình thế như vậy là tất cả các cái điểm cơ bản là đã có điện khi mà có điện lưới quốc gia thì các cái thôn bản xóm xã cũng rất là thuận lợi trong cái việc kinh doanh như là sinh hoạt đặc biệt là có những cái tiểu thủ công nghiệp phát triển kinh tế nhỏ lẻ bà con nhân dân ở các xã này thì rất là vui thứ nhất là cái chất lượng điện năng thứ hai là cái an toàn lưới điện và cái thứ ba là bà con nhân dân được mua trực tiếp giá của chính phủ giá ưu đãi năm 2014, cả nước có thêm 700 xã vùng sâu vùng xa được đón lưới điện quốc gia. Khoảng cách giữa các vùng miền ngày càng được rút ngắn. Riêng khu vực miền Bắc, đến cuối năm 2014, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã kéo điện đến 99,2% số xã, 100% số huyện vùng sâu vùng xa được đón điện lưới quốc gia. Và trong những ngày này, những đường dây điện vẫn đang được nối dài hơn đến những vùng sâu vùng xa nhất của Tổ quốc để mang niềm vui có điện đến với bà con đồng bào trên khắp mọi miền đất nước